Bữa nay trời đẹp quá. Ông kia ông chỉ dưới đây có lớp da dòng đây nè, mà xuống không thấy da đâu á. Thấy dấu hả? Thấy dấu. Răng chắc nghĩ còn nằm đây chứ không ra đâu. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đây trồng trống có trống nữa. Ôi bên kia có hai bầy cò luôn, hai bầy cò trắng. Cái khu vực này của tầng Đông hay tầng Tây gì á, nhưng mà nói chung là khu này mà anh em mình đi nhiều lần lắm rồi, bắt cũng nhiều con lắm rồi. Bữa nay mới đi đi trở lại thì vừa tới để xe làng Tâm, nó kêu lại đây, nó nói có dấu hàng, có dấu cái này bự lắm rồi. Có người thì chỉ vô cái gò này có lớp da, cho nên Tâm mới chạy lại đây trước nó kiếm lớp da. Kiếm không ra lớp da nhưng mà cái hang thì có dấu. Mấy anh em mình để cái xe ngoài kia kìa, anh Giang, Cần, Trang với Quẹo đồ để xe ngoài kia kìa, đi đang đi cặp mấy kinh này đi vô, còn Tâm với mình chạy thẳng vô đây trước. Đây có mấy cái ngang quá trời luôn. Cảm giác như cái con gì nó mới chạy ngoài đó rồi ta. Đâu? Mày né ngoài đó đó. Cái này nè. Cái này nè. Thâm rồi dính chưa? Để đào mất công. Đã thấy rồi, thâm dính. Mấy lần quẹo con bụm mà sao bắt nổi cái con này. Con này cũng có thể là cái con mấy lâu nay mình tìm kiếm luôn anh Hoàng. Phải không? Con lọc da bự lắm á. Con lọc da bự này còn 2 ký mấy, 3 ký á. Nhìn nó giống không được mới ta. Mới cho anh, cát luôn. Con gì? Hay vậy? Thiệt không? Xạo. Thấy cái lạp đây con nào là dính con rắn hổ hành sao bay lạng nào, bác lấy không? Bên hơi Quẹo, Trang em với anh Giang. Quẹo thì giới thiệu nói anh Giang đào được rắn hổ dện 900 gram. Thứ ba, còn Trang em nó 9 đạn. Cái này nó xạo quá. Cũng không tin lắm. Đây này làm lên hộp lại. Mới đạn thì đi mà. Hàng cắm lúc dưới á. Có bỏ chỗ không?
đi nữa thì sao chưa thế? Tao không vô ta. Chưa dính. Còn dấu. Hay là nó qua bên kia? Không có thể. Anh Gia anh cũng phát hiện dấu bên kia kìa. Dạ. Con này chắc bự rồi. Chưa thấy chú ơi. Con này chắc bà tí quá. Chú đang sẵn rồi. Đi sẵn đi. Chú cái đây tôi cào ra. Chú tới đây nè. Cái con hướng về bên dòi đây nè. Hướng này đó ừ. Đi sâu quá. Rồi cái tay ta tắm. Rồi đi đi. Sáng bớt đi. Rồi. Rồi 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 rồi. Bỏ đây đi. Bỏ đi coi còn đi không mình hãy sáng tiếp. Đi cho mất sức. Giống còn nằm đây ơi. Văn làm được coi đó. Thiệt luôn ha. Ê, con gì vậy? Con gì vậy? Chuột xù. Ê, con trộn. Sao nhà vàng giống chuột quá. Con này hổng ra là rượt nó mấy lần rồi mà bắt không có được nó. Nè. Đèn tiêu rồi. Nè Tâm. Rồi con đèn này con giận hả? Sao nó con tròn nó chạy ra con không giận nó lật đật cũng buông cũng chạy. Trời ơi con giận với con tròn đèn luôn. Rồi hai con biết bắt con nào? Thôi. Nè nó nè. Nó nè. Nó nè. Dưới mũ. Trời đây nè. Tới luôn Tâm. Tới luôn Tâm. Thôi. Đó, thì em cái giá anh quạt. Đâu? Con giận nữa đây nữa. Nè. Để im đi em con giận nó đi. Con hậu giận thì vung chạy qua anh đó. Còn con cái con nãy giờ mình rượt thì nó chạy đây nè. Con tròn. Không dám đạp nó, nó chạy ngang không dám đạp nó. Con vịn nó rút vô góc bình bát đó rồi. Rút vô ngay chỗ đó luôn đó. Ở đó anh Giang tuôn xuống là vịn nó chụp lại. Nó có chọn nè. Nó đi tới đây. Đang nằm đây nè, không biết đâu nè. Chọn đi. Đi 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 đi. Thấy chưa? Dính không? Ok, dính dạ đi. Dính luôn rồi. Con dạ anh dính luôn rồi. Hay quá. Trời ơi. Đây nè, nè Tâm nó bắt được rồi nè. Cho nó cái nữa đi Tâm để nó tỉnh lại Tâm. Cho nó cái nữa đi. Cho chắc. Tâm nó bắt được luôn con tròn luôn rồi. Nhưng mà cái này nhạy cảm lắm cho nên mình không có quay gần. Đó, Tâm nó bắt nó xách đi kìa. Còn bên kia anh Giang nó bắt được con dạ anh luôn. Qua đào hang Tâm trước đi. Bên đâu, Tâm nó có phát hiện dấu. Thì có nhiều khi con vịn nó chạy qua chạy lại á. Không có con vịn nằm đây con trộn mới chạy từ đó lại đây con vịn nó quảng hồn chạy đó. Ừ. Chạy qua. Chụp. Hay quá. Chết luôn rồi đó. Sao chết được. Đây con vịn ở nặng. Ủa hai con luôn mà. Hai con. Anh Gia nãy bắt con rồi đó, nãy con. Hèn chi. Chỗ nào ký mấy giờ về nhỏ xíu ta. Trời ơi đã thiệt luôn. Con bự nãy lội qua nè, con bự nữa. Nè con này nè. Con nhỏ bắt trước phải không? Con bự bắt sau. Vậy là Tâm nãy nó thấy phát hiện cái hang dấu rắn ở trên cái gò này nè. Anh em mình chạy vô trước. Anh Giang với mấy anh em bên đó đi tới thì anh Giang tới đây phát hiện cái hang có dấu nữa. Mà chưa kịp đào thì bên đây cái gò này Tâm đang đào á, con tròn nó chạy ra. Anh em mình mới dí rượt nó lại đằng chỗ con quẹo đứng đó đó. Con hổ vợ nó mới quảng hồn nó lội ngược bên kia.
Rồi người anh kia thì bị anh Giang bên đó chặn đầu bắt được con hổ vợ anh. Hả? Thì con tròn đó. Ừ. Bụng chạy ra chú thấy chú nó màu vàng vàng, chú nói con chuột, ở nhà không phải con chuột. Thì nó bung nó chạy ra. Con heo đào không? Ừ. Vậy là nó quần vện ra đó. Con này nó quần con vện nó chạy ra nè. Hình như chỗ này hồi nãy anh Giang bắt được con hổ vện nhỏ nè. 900 mấy gram á. Này hên dữ ta. Mới xuống xe mà bắt liên tục được 3 con luôn. Tôi lấy cân thử coi Trang. Lấy cân thử hàng rắn coi. Nhiều? 2 con luôn hả? Không, 2 con 2 là 2 kg mốt mấy á, 2 mốt 2 2 á. Con đầu là 900 gram, con sau là 1 kg 2. Con 2 con 2 kg mốt. Có cần thử con trộn không? Trộn đang bằng luôn rồi, đang rồi. Trộn tâm đang bằng đẳng hả? Anh bài đi quả vô xanh mặt luôn rồi. Cho nó xanh dữ vậy không? Người ta chứ hết đi. Chứ rồi, để phụ rồi đó. Lâu đi lại mệt. Thì em bỏ thuốc ơi. Thuốc đâu? Không có khỏe. Em bỏ rồi mà. Đẹp không? Kỳ vậy. Chật lắc rồi đó. Kỳ vậy. Kỳ vậy. Đẹp quá. Bệt rau à. Dân mình cây cả mười mấy người mà. Hết ráo. Đó là quất con vện chà bá với 2 con hành khủng luôn à, quất đá luôn à, có mấy mạng. Còn được á. Rồi. Cây không đại ca? Hả? Mấy cây không? Quen. Cộng. Cộng á. Bỏ mới được á, cây là không được á. Bỏ. Phải ngay ngay á, trong trong không được á. Được chưa anh Giang? Thôi rồi công. Nè đưa đầu xuống vô. Được. Giang lấy được hết à. Giang muốn để anh trai để anh gái thì Giang lấy rắn. Hay quá. Hai thằng rùa trong trai gái. Anh Giang chịu lái đó. Không lấy gì vậy. Hình đâu quỷ trộn chạy ra chứ không chạy ra đâu bắt được vện nữa đâu. Chạy ra vện sợ nó tuôn theo. Ừ. Hai con tuôn nhau luôn. Tuôn nhau một lượt luôn. Không, con tròn nó chạy ra. Tròn chạy trước. Con tròn nó vô cái hang của thằng Tâm á, ở cho nên vện. Con vện nó sợ nó đi. Ra đó, vện ra. Ừ. Vện ra. Đụng cây vậy. Rồi Tâm mới đào cái hang đó con vện nó mới chạy ra. Con tròn chạy ra. Ồ con tròn chạy ra. Mới chạy đông chuột mà sao thấy chạy nhanh dữ vậy? Nó chạy ngang hổ vện hết hồn, bung chạy xuống kinh luôn. Tại vì nãy người nói Tâm đào hang của Tâm, đúng không? Tâm ở đó. Chia ra đi anh em. Rút ra con hành cái gái. Lên nó kiếm cục thịt nữa đi anh em. Dạ. Để coi sư phụ Giang có một đánh này đi tiếp. Chú mình ăn ghê luôn. Cảm ơn. Còn Thái ơi, nó nằm bên Nam mình thấy kìa, bên Tâm kìa. Nó giống mà. Đó mà ở cũng trộn vô dặn ra. Vô rồi. Mở ra mình kẹo coi. Mần trong rồi đó.
sáp hả? Sáp vàng. Má luôn. Bự không? Chưa thấy nó nhỏ ta. Anh bự mà thấy nhỏ. Cái đầu nó bự quá ha. Ấy, bự không? Con này con rắn độc, còn nãy giờ anh em bắt hai con kia, hai con không có độc. Trừ rồi hả? Trừ rồi nè, đúng rồi. Giờ lên cho hiện kết quả. Chưa đường ký. Nhìn thấy bự mà. 960 gram à. 960 gram. Ở bên đây hồi nãy anh Gia anh phát hiện cái dấu ở bên đây. Còn mình ở bên kia, dí bên kia là dí con tròn với con hổ dện bên đó đó. Rồi anh mới đứng đây anh đợi mình đi vòng qua. Đi vòng qua tới đây anh đào anh bắt được một con hổ sáp nữa. Giờ hai lần sạch đi coi được. Nãy giờ nhiêu đó đủ mồi chưa ta? Anh lên em vô. Sao này hơn dữ vậy? Nè. Mới vừa đậu xe bắt được 4 con luôn á. Bắt đang gì tâm bổ. Tâm nó tâm đắc con tròn từ nãy giờ luôn. Nó thui rồi nó mần nó thui. Mà ngon lắm, thịt nó ngon lắm, ngon hơn chuột gấp mấy lần á. Chu đáo đẹp mà còn rút lại cơ. Đúng rồi, con này nửa ký. Nó mắc hơn chuột 5 lần á. Phải không? Con này ký cả triệu mấy phải không? Ủa vậy là loại này loại rẻ hơn hả? Còn loại chỗ mấy loại trùng hương. Trùng hương hình như mình săn bắt nó bị cấm á. Chứ nó nhiều xíu à. Nó cây cọc như thế. Cây cọc vô, cái đó chút cái đó. Tâm nó bắt được con đó nó còn thích hơn là cái con hổ dện nãy nữa. Con hổ dện nãy ký 2 chứ thật ra nó không có bằng con này đâu. Cái này da mới lộn. Ừ, da này bự chứ vậy. Ủa da này mới bự nè. Một con à, mà tỳ khúc này dắt trên đầu á. Nó bụng luôn à. Khúc trời ơi, con này nó bự. Khúc đầu nè. Con khúc đầu nè, cái này khúc đuôi nè. Này mới đầu nè. Không, cái đầu kia em nè. Nè, không thấy cái đầu không? Nó đẹp quá. Đi xuống dưới á, có đi xuống dưới không? Thọt anh. Bắt tay cái đi. Bắt tay cái đi, bắt tay cái đi. Hàng này coi nó còn mới ghê. Cứ làm vòng đây chứ đâu. Đâu đây, kế bên còn hàng này. Dí lên búa. Dẫn đi chắc dưới nữa. Hàng chỗ đây nè. Mới lắm. Bên kia có ngách này. Lấy cục mới thôi. Dạ. Lấy cục mới thôi. Bởi nó ngách này cho các bạn. Ôi, nó bóng nè. Rồi, nằm bên nghĩa ra lọt đi. Đi luôn hả? Ừ. Bên kia có hai không? Có. Lọt rồi. Đây hay vậy? Ừ. Nãy lọt ngay đó nó. Cái gì vậy? Chờ nó luôn. Thời gian. Thời gian không gì? Có ngựa. Có ngựa. Ba lạng. Lâu hay nè. Nằm một bên nhỏ là lọt á. Già này ai nói già gì dện hả? Ngựa. Con kia nó dện. Nó dện kia này á. Nhỏ xíu. Dốc. Tôi chỉ nói đùa thôi. Bên đó có mấy cái gù đó, anh Tâm đi đó. Tâm băng qua lát nó lại mấy gù đó gì. Đi mới vô mấy anh em mình bắt được. Quá đã luôn.
mà đi nãy giờ đi cũng xa lắm. Da có nhố quá trời. Ừ, có mấy lớp da luôn nè, Trang đang cầm đóng ra. Coi tức dòm hoài. Hồ bắt không được con gì thêm. Giờ còn đoạn nữa. Đoạn nữa anh em mình ra tới xe rồi. Chắc mình kết thúc điểm này luôn quá. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Bữa nay lít nó vắng cho nên Trang em thấy gia trò của lít mang ba lô. Tạm biệt cả nhà luôn. Nghĩ gì sao mà bây giờ nó đem đem dấm tèo về về cho vợ nó ăn. Vì nó mình chua. Tạm biệt cả nhà. Hết chuyện. Mới vô làm rần đi đã đợi không bắt thêm được con gì á, nóng máu thiệt chứ. Xong về luôn ha, cho khỏe. Tại nói vậy chứ mấy anh em mình cũng về cũng không được nữa, đi mới ra nóng chân sao về được. Vô anh Giang bắt được hũ dọn nè, 900 gram. Ừ, nghe cái anh bán đó đó. Tạm biệt cả nhà, mai gặp lại.